Chơi trò này thì tôi xin phép là sẽ phải tắt cái âm thanh của trò chơi đi. Nếu như cảm giác hôm nay không có chuyện gì để làm, đề nghị người chơi là kết thúc à? Để tôi xem tắt Việt hóa chưa? À, tắt tắt Việt kỳ chưa? Mục tiêu trọng yếu tìm 10k. Ui! Mẹ mày game đơn giản vậy. 10k. Ok. Tạm thời ngày hôm đầu tiên mình đi làm thì tạm thời thế đã. Tôi biết cách rồi. Cái gì đây? Đồng nghiệp à? Dương Phú Quý làm mấy giờ toàn thân đau nhức, người tìm tới đốc công kết lấy lương. Ok, làm xong là tìm đến đây lấy lương. Hắn lườm ngươi một chút ném đi. Đống rúm tiền lẻ cho ngươi, ngươi xoay sang chỗ khác, ngươi đếm đi, thiếu 30 khối tiền. Đại ca, ngày là không phải tính sai, làm sao? Thiếu đi 30 khối tiền. Nói chuyện với nó luôn. Mày tính sai à? Vào thẳng vấn đề, tại sao thiếu 30 khối tiền? Hắn cười lạnh một tiếng. Lần thứ nhất đốc công muốn thu một điểm phí thủ tục. Ớp mẹ mày. Lúc này nói chuyện không thèm nhìn ngươi, có nghĩa là thằng ôn này nó giả thiếu tiền cho tôi. Đúng không? Thằng này mất dạy. Wow, bây giờ tao thu của mày 30 đồng thôi. Dựa vào cái gì mà ngươi khi dễ người mới tới? Thằng nhân vật của mình cũng cứng, đúng không? Cũng cứng. Có đỏ đen không? Đánh luôn chứ còn gì nữa. Muốn chết đúng không? Ở bố mày muốn chết đấy. À, không không, em đùa. Em thấy 30 đồng không đáng bao nhiêu, em làm tí là được ấy mà. Mấy anh dai cứ bỏ qua lần này đi. Thụt mẹ 50 cảm xúc rồi. Thôi xong rồi mẹ mày. Sao số tôi khổ lại, vừa đi làm mà đã bị ăn đòn rồi. Ném bóng rổ. Ui giời. Mày nói về bóng rổ thì chả giấu gì các bạn. Ơ giờ nhìn đã. Tốt nhất là ném này đi, có cái gì mạnh quá đập bảng rổ còn vào. Cảm xúc cộng 4.